cùng chia sẻ về những khó khăn của người chăn nuôi lợn. Hầu hết các hệ thống siêu thị cho biết đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kích cầu tiêu thụ thịt lợn tại thị trường trong nước. Nhiều siêu thị đã liên tục giảm giá từ 5 đến 15%, thậm chí có siêu thị giảm từ 20 đến 30%, tăng diện tích trưng bày các món chế biến, tổ chức chương trình khuyến mại, không tính lợi nhuận vào thời điểm này, đồng thời vận động toàn cán bộ công nhân viên tiêu thụ thịt lợn, dự trữ thịt trong kho lạnh nhằm cung cấp cho người tiêu dùng thị trường ổn định để không gây áp lực quá lớn lên nguồn cung hiện nay. Siêu thị thì vẫn thống nhất với cả các nhà cung cấp là vẫn phải giữ được những cái chất lượng của đầu vào và cái vệ sinh an toàn thực phẩm cho cái việc mà bán thịt lợn ra, và cái chất lượng là không có được thay đổi và không tính lãi trong thời điểm hiện tại, cùng chung với bà con nông dân và không được ép giá bà con nông dân. Thí dụ mình đang mua 30.000 một cân hơi hoặc là 25.000 một cân hơi là không có được cho xuống thấp nữa, bởi vì như thế là bà con đã lỗ nhiều lắm rồi. Trong những thời gian tới thì tổng công ty cũng có một cái kế hoạch là để dự trữ. Thế và tại các cái siêu thị thì chúng tôi cũng có các cái kho lạnh của từng siêu thị. Thế mà ngoài ra trong cái nếu mà thị trường mà cũng có nhu cầu hoặc là cũng để hỗ trợ bà con thì chúng tôi cũng có thể sẵn sàng thuê các kho lạnh để có các cái kế hoạch là mua dự trữ thịt lợn cung cấp cho thị trường. Tại các buổi làm việc, nhiều nhà cung ứng cho biết nguyên nhân dẫn đến những khó khăn trong tiêu thụ của ngành chăn nuôi lợn thời gian qua là do các hộ nông dân tăng đàn để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc bất chấp các cảnh báo rủi ro từ Bộ Công Thương. Khi Trung Quốc tăng cường giám sát phòng chống hoạt động nhập khẩu thịt lợn trái phép qua biên giới, hoạt động xuất khẩu lợn sống ngay lập tức bị ảnh hưởng, đã gây sức ép lên giá thịt lợn trong nước. Trước những khó khăn của người chăn nuôi, nhiều nhà cung ứng cho biết đã thực hiện nhiều giải pháp như là xây dựng kho bảo quản, hỗ trợ giết mổ, v.v. cam kết không giảm giá mua, chỉ giảm giá bán nhằm giữ chân người chăn nuôi, bởi nếu người chăn nuôi phá đàn, không tái đàn thì trong thời gian tới nhà phân phối sẽ không có thịt để tiêu thụ. Giá thịt lợn lên cao sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến giá của nhiều mặt hàng khác. Bây giờ là chúng tôi đang phấn đấu từ giờ đến hết tháng này là phấn đấu khoảng 1.500 coi như là tấn để đưa vào kho tạm thời. Và trong thời gian cũng rất ngắn thôi, tôi cũng nhận định như các anh các chị là chỉ trong vòng độ khoảng 40 ngày nữa là giá cả nó có thể thay đổi trở lại. Mà cũng làm sao mà có một cái mục tiêu là giữ được cho bà con, duy trì được cái đàn này và duy trì được các cái chuồng, người ta không phá đàn và không bỏ chuồng. Còn nếu không ấy thì đến tháng 8, tháng 9 năm nay thì giá thịt lợn Việt Nam lại biến động rất cao. Quan điểm của công ty tôi là đặt về vấn đề chất lượng lên hàng đầu để mang đến cái sản phẩm cho người tiêu dùng là an toàn. Cái nguồn hàng đưa vào siêu thị thì được siêu thị chấp nhận và được bà con nói chung là cũng lựa chọn cái sản phẩm theo một cách tự nguyện đến mua. Và càng những cái lúc dư luận bên ngoài thông tin rẻ như trong siêu thị bán rất là đắt hàng, và tôi tự tin về cái nguồn hàng mà mình cung cấp. Qua chương trình công tác, lãnh đạo Bộ Công Thương đánh giá cao nỗ lực của các siêu thị và nhà cung cấp đã cùng liên kết để tháo gỡ những khó khăn cho người chăn nuôi. Sự chung tay đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp người nông dân tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trong hoàn cảnh hiện tại, đồng thời giúp bình ổn thị trường trong thời gian tới. Sở Công Thương đã vào cuộc rất là tích cực, đã có những cái chỉ đạo rất là sát với hệ thống phân phối. Và cái thứ hai nữa thì chúng tôi thấy là cái liên kết giữa cái người cung ứng với hệ thống siêu thị cũng rất là rõ. Chúng tôi nghĩ rằng là cái giai đoạn này là vừa là giúp người nông dân để mà tiêu thụ cái số sản phẩm mà họ đã chăn nuôi. Thế nhưng mà một cái quan trọng nữa, nó cũng là giữ bình ổn thị trường.